Ngay khi thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động do hoạt động sản xuất ảm đạm, hàng loạt các phiên sàn giao dịch việc làm đã được tổ chức để người lao động và doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ. Trong ngày 21 tháng 9, tại Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân đã diễn ra sàn giao dịch việc làm với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp. Vừa qua thì cũng có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận do thiếu các đơn hàng nên là phải tiết giảm, cắt giảm cái nguồn lao động. Do đó thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng phối hợp không riêng với Bình Tân và rất nhiều các cái quận huyện khác để tổ chức thường xuyên các cái phiên giao dịch việc làm, từ đó tạo cơ hội cho người lao động có nhiều cái cơ hội để lựa chọn việc làm, đặc biệt là các cái lao động mà bị mất việc làm do các cái doanh nghiệp bị là thiếu đơn hàng. Thông qua cái tổ chức sàn giao dịch việc làm là nơi để mà gặp gỡ trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp, để qua đó họ có cái cơ hội lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp với mình. Thì với cái thực hiện thì hôm nay thì có là 33 cái doanh nghiệp với tuyển dụng với 4.000 cái vị trí việc làm. Những sàn giao dịch việc làm thế này vừa giúp người lao động có thêm sự lựa chọn công việc, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm được ứng viên phù hợp cho hoạt động sản xuất. Hiện tại thì bên chị đang tuyển lao động cỡ 200 và hiện tại là đang tuyển nữ, độ tuổi là từ 18 cho đến 40. Thì chị cũng nên là tính vô đây sẽ cần tìm một công việc nào đó mình làm, đang mình xây dòng kinh tế dòng ngoài đó. Đó, trong đây thì có những cái là cũng phù hợp chứ chị. Những công việc như là lao động phổ thông về với dọn dẹp đồ đó thì có thể là chị làm, là tôi làm được. Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với những dấu hiệu đang dần phục hồi, cùng với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người lao động, thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong những tháng cuối năm 2023.